tao không trốn đây. Nhanh. Bật trương. Năm giây ấy. 5 giây. Bảo ngôn nhiều này, anh em ghét này, anh em ghét này. Mi Sa Nguyễn này, bảo ngôn này. Rồi, người tiếp theo. Kuri Kuki đã đi. Có vẻ như là tay trái màn hình có vẻ đang rồi, người tiếp theo ngã xuống Việt Cộng Kero. Úi dồi ôi, quả đấy mà bắn trượt là Mustang Tiến. Ơ, lay thì bắn trượt, trượt là chết thôi. Có vẻ như ôi ôi, quả kia vừa có quả đối đầu. Vừa quả đối đầu ở đây. Vừa quả đối đầu anh em ạ. Chỉ còn 5 người sống sót thôi. Ai sẽ là người vào top 2? Đã đi. Còn 4 người. Chỉ còn 4 người. Rồi, bác Việt Nam ở mình một góc. Bây giờ là 2 người. Rồi, xong 2 người sống sót cuối cùng. Bắn theo tiếp đi để top 5. Sẽ ai là top 5? Ai sẽ là top 5? 8 máu. 8 máu với 7 máu. Chết tôi rồi, lộ rồi. Ôi, chạy.
kia ăn rồi. Tohu Tohu ăn rồi. Gay cấn thôi. Chấp nhận hy sinh bản thân để trở thành ai lớp 1 rồi. Ai lớp 1 rồi. Đơn xích. Rồi, đơn xích rồi. Bác cua cũng đứt xích luôn rồi. Ô, một phát ở đằng sau. Rồi, đây rồi. Rồi. Bắt được gà đi lẻ này chạy tít thế. Măng chó á, măng chó á. Xèo anh ta mà. Dạ bắn đi, bắn đây lùi đi bắn. Tôm Jerry rồi, mèo đuổi chuột rồi. Bằng 11 đều, bây giờ cả hai 11 đều anh em ạ. Số là 11 đều. Nhưng số nó vẫn đang chênh lệch khá là khoảng rất là nhỏ. Vâng, một người đã đuổi ở sau. Bên kia thì chắc đuổi. Có xuống hay không? Rồi, hai. Quay trở lại bên. Và bên kia Gaming hai người đang solo với nhau. Mỗi người có 100 máu. Vâng. Chúng ta có kiểu đấu súng Mexico. Ai phải thức sẽ bắt chúng. Đấu súng. Rồi, hay quá bên kia Gaming. Ô không, đáp trả luôn. Đáp trần đáp trả luôn. Bác Thắng có sự can thiệp rồi. Rồi hay, đánh cai Gaming. Bác học sinh của bác Pháp Trần. Bên kia bên đôi. Đứt xích. Thằng Ngọc chưa đứt xích. Đang sụp, đang sụp về bên ngoài. Rồi Thắng Nguyễn chủ yếu. Ôi. 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 Chỉ cần bác anh nghe 21. Pháp Trần. Pháp Trần. Mình còn quên không? Đấy bác Xuyên đúng không? Có vẻ như là một người còn 40 máu và một...